Cái đâu chạy qua mà. Con lớp dưới. Đây này nè. Trời, đâu tưởng đâu. Đó đó là bức tường lên nè. Dán chặt cho phân nó ra để nó mất á. Mày chạy hả mày? Trời ơi. Tưởng đâu mất luôn rồi cả nhà. Gì đây mấy anh bắt lương hay thiệt chứ. Lên bờ. Lên bờ bắt còn không sâu, còn ông xuống sông ông bắt. Sông bắt. Không được rồi. Lấy chỗ, lấy đặt cái đó chưa? Hút cỏ khô đó. Vô cây luôn. Lương lương lương. Ô được lương. Hai con luôn. Hai con luôn. Cá lóc cá lóc. Hai lương cá lóc. Này 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 bò bò vô đó. Ủa lý ha, quá đã. Còn con cây vậy. Ôi giời, cái này ấy thấy không? Cái này mà cái này mà nếu nước nhiều có lương thấy không? Ủa đã không cả nhà. Khui cái đầu tiên cả nhà ơi. Thấy yêu yêu à. Có cua rồi. Trời. Hai cái mẹ này chứ. Cái này đúng rồi. Cái này đúng rồi, người ta đặt 2-3 ngày lắm. Mình dở ấy quá mà có nha. Rút hai cây ra được rồi. Rút hai cây ra cái trúc kìa. Mười cái là nghe cả nhà. Rồi cái anh Thông lại. Ừ vậy đó cái này trúc kìa. Đặt lại kìa. Không có nước, cái này chắc để 2 ngày nữa giỡn. Không cạn thèo. Rồi. Xong rồi đi qua bên đó có 2 cái bên đó luôn đi. Đứng bên đó đi nhả qua luôn. Mình trở lại đây đổ bên đây. Vườn sầu riêng. Cái lò này thường thường á người ta đặt tới 2-3 ngày nó mới dở lận. Tại anh em mình muốn dở là khó, nấu canh chua khô khô gì. Mới đặt có một đêm. Thường thường ta đặt 2 đêm nó mới dở. Đó đó đằng cái đó. Nước gì sao có được. Rồi càng khô luôn. Trời nổi lên trên luôn cả nhà. Dán ra coi có gì không, có không có khỏi dở luôn. Bữa hôm em đặt đó đó mà hôm qua thấy nước nhiều mới đặt đây. Ôi cạn hết trơn. Có cái sạch rồi. Được con còn bắt luôn hả? Chứ dở lên bắt luôn nuôi rồi có không? Ôi cạn nước luôn. Mấy cái đề này nước nhiều quá có lương nè. Nhớ mà coi có gì không? Mà hôm em qua em coi thử thì thấy nó ngập ngập mình giờ cạn luôn. Im điều. Thua. Vì nó chỉ ngập được cái hôm có chút xíu rồi bắt đầu nó cạn luôn cái nè. Bởi nó không. Không còn gì vô, chưa kịp vô nữa. Ô. Con gì? Con cua, con cá sặc. Nước nhiều ngon lắm ha, nước nhiều đặc có lý rồi. Ô được cái mé này nè anh hai. Cái quỳnh quỳnh này nè anh hai. Cái quỳnh quỳnh này có chỗ nào bịch bịch dán ra cái này. Đút xuống ngay giữa. Nhớ nhớ tán cỏ đây nha, để trôi ngang nước nước xả vô chạy mạnh lắm á. Đặt cặp cặp mát cũng được, nó không cần ngay giữa nó cũng có cá vô nữa. Cũng cạn luôn, lòi hôm lên vậy kìa. Con cá thì dính nước à. Cá sặc quá. Lòi xinh lòi hôm luôn. Ờ, nó vụt cây. Vụt cây luôn. Lương lương lương. Ô được lương. Hai con luôn. Hai con luôn. Cá lóc cá lóc. Hai lương cá lóc. Này 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 bò bò vô. Ồ lý ha, quá đã.
còn ngón cây ôi, cái này ấy thấy không, cái này mà cái này mà nếu nếu nước nhiều có lươn thấy không, ngủ đã cả nhà, tại nó cạn á, dán cái đường cho nó vô luôn ha. Ừ, dán lúc đó luôn. Kể cái này mình đặt lợi đại đi, biết sao không? Có nước là có lương theo. Tại cái điện này nó ngon này ha, nó bịch nè. Đó. Đã, tại nó dùng lại mà. Bởi em nói vụ cây con lươn nó quậy vụ cây á. Bởi mình dở không, mình làm cái móc nó không cứng á. Có khi nó vô nó quậy cái nó dùng lại vậy là nó ra được á. Quá đã cả nhà. Có lý rồi, có nào canh chua rồi. Quá đã. Ê ừ, anh lòn vô là không có vụt, chọt cho ngon lại, đặt lại. Ồ, có lý cả nhà, cái đìa này nó bịch lắp nè. Ê, bên cái đìa con súng này người ta cho đặt không ta? Đùa cái đâu đó. Tôi đụng đìa cái nuôi cá này. Cái gì hôm qua em thấy thằng ấy nó câu mà. Cái thằng gì em nói anh, thằng con của ông mà đi gửi giấy tờ á. Ừ. Nó câu cá nó nhậu á. Ờ, thấy nó lấy cái cầu quất á. Ồ, quá đã cả nhà ơi. Cây này bự quá. Giờ mình đặt lại cái dính lương rồi cả nhà. Móc cái sơi đường đó. Vậy chứ xình xình hôi xình vậy là có lương vô à. Đặt ra mua mít. Hả? Dở lờ. Ê, con lươn ra. Này. Ồ, không sao, cạn. Đúng rồi. Trời. Anh đâu mới nói đó. Đây cùng mà. Trời đất ơi. Cái nào rút luôn trời. Trong đây nè. Trên đâu rồi? Trời ơi, cũng có cái hang chụp mặt. Chúng lại vô hang rồi. Tường nó đây nè. Đâu có, nãy giờ em đứng đây đâu, nhìn đây đâu, thấy chả đâu. Trời. Hai vô hang rồi. Có nào lợi do không? Trời đất ơi, tưởng đâu gì vẫn chơi trời. Nó chạy lên đây nè. Đâu có, lên đây nó bò là thấy chứ. Sao chọc cái đuôi nó tường nó rồi. Rồi, xong luôn. Trời ơi. Không có nó lên đó rồi đó. Có đâu. Nhìn vô hang đó đó. Nước ra nước thôi, nó còn con dao nó chưa dính nhất, không dính nước rồi. Vậy đâu đi? Chụp cái đuôi nó từ từ mà em đứng đây em nhìn đây mà không thấy nó chạy qua mà. Còn hết dưới á. Đây này nè. Trời, ừ tưởng đâu. Cái đó là bức tường lên nè. Dán dạch cho phân nó ra để nó mất á. Mày chạy hả mày? Trời ơi. Tưởng đâu mất luôn rồi cả nhà. Gì đây mấy anh bắt lương hay thiệt chứ. Rồi. Lên bờ bắt còn không sâu rồi mấy ông xuống sông mới ăn bắt. Xong bắt. Không được rồi. Đặt cái đó chưa? Hút con khô đó. Bây giờ bánh rồi bỏ trong nhà cho chắc đi. Tưởng nó mất lương luôn cả nhà. Giờ đã xin đây đi nguy hiểm quá. Mới thầy nếu không thấy cho mất thiệt ha. Ừ. Không thấy là mình không biết đường kiếm luôn á. Đang làm cái lợp. Đang sửa cái lợp lại. Cái này hả? Ừ, cái này cái đìa này cũng ngon cái này không? Ngay đi không ai à. Nó chừng đặt lại. Hay luôn cho bá luôn. Tôi đang căng cái nữa đây, về nhà mình lấy đồ rồi bỏ mấy lương ra mới được. Cái vừa lấy cái bao lưới mà đang mấy lương nó vụt ra ngoài tới nó xảy rồi. Có không? Yên đều quá.
con cá nó táp đây nè mới đặt á, không có bà để lại em ơi, tết trống quá. Thôi có giờ qua góc khác không ta? Ừ cái này dở quá, ngay nhà mình luôn. Để đâu giờ? Dép dép dép. Ừ thôi để đó cái thùng bánh cái. Anh lấy đi, anh về đây đi em lấy cho. Thấy bỏ hai lươi ra. Giuột. Nào. Cái nó lội lên tên luôn á. Cái này có nước có lươn ha. Có nước là nói gì? Đã không cả nhà. Cha. Cạn quá. Giờ đâu ta? Miễn không ăn dám lội. Hai ngốc. Giờ cái này cả nhà. Đắng cạn quá lúc á. Có gốc cây không? Dướng gì hả? Không có cỏ ở đây luôn. Giờ qua bên đây mình đám thử viên này còn hai cái cuối coi nha. Mà hai cái này không chắc ăn. Qua đây nè. Đây đặng cái. Ờ có cái dẫn. Ờ cũng phải qua bển mình đó đâu mà. Quên nữa. Đặng cái nè. Hai cái cuối này không chắc ăn. Tại hôm qua tính đi lên kia thấy trở tới đây không có. Đặt luôn. Này có dữ lắm cũng có sạch. Trời ơi, con cua. Hồi cua chẳng luôn. Chẳng. Dời không? Đặt đâu vậy, anh thấy cũng vậy à. Hay đặt lại xuống đó nữa. Chưa. Đặt lên cái hồng cao của tao kìa. Ừ. Vậy đem đi. Vậy đem cái đó đi. Bắt con cua không? Bắt con mấy, đổ mấy con, đổ mấy con đi. Còn bỏ luôn ha. Hà xách cái đó đi rồi đi luôn. Bước vô đó, cái phòng đó cái. Rồi với trước mặt là dưới mương đó. Thấy không? Tức lắc hả? Con... cái này tệ quá. Rồi, xong cả nhà 10 cái. Chút xíu nữa mình về nhà mình tổng kết được mới cá hung hỉnh cho cả nhà xem. Nhưng được, nhờ được hai lương. Đổ là về tới nhà. Giờ anh Hoàng anh cho mấy mần mấy lương với cá rồi. Hút to đổ vô. Rồi được rồi được rồi, hồi em mấy cho tới anh Hoàng anh vuột. Vụt trò nó xong rồi nè. Giờ ở đâu anh em mình nấu cái canh chua với rau muống nha cả nhà. Rau muống rồi nấu với mè chứ tắc. Tắc cũng có, mè cũng có, cái gì cũng có. Biết nó tắc chanh gì cũng được. Mè thì nó ngon hơn mà cơm mè. Mè thì có mè luôn. Mè thì có mè luôn. Nó đây hồi phốt phải cá được không? Được. Được. Ờ cũng chừa lá lại bớt nghe, cũng chừa lá lại chứ lá anh. Lá ngon lắm à. Chứ anh rút hồi tuổi lá luôn là hết ngon rồi đó. Sâu càng ngon. Đó, nhắc đồ không có thuốc. Ừ. Đúng rồi, sâu là không có phân thuốc, không có thuốc. Vừa vừa miệng không? Đừng có chỗ cái bản họng là đừng đo. Tờ cộng nó ngắt làm hai là được rồi. Anh là anh ghét nhất cái chỗ cái bản họng á. Con này lên một cá nữa ha. Mấy con cá mấy con cua lấy cả bằng luôn. Thôi luôn. Thành quả cho anh em mình rồi cả nhà. Đấy giờ nó lần rồi xong rồi. Mình đây nấu nồi canh chua ngọt ngắt. Canh chua rau muống, rau muống không anh ơi. Thao rau muống nè. Đây. Đây. Có rau thơm đồ này sẵn rồi cả nhà ơi. Hoàng vậy. Cái này cái
Ai biết gì anh Toàn? Vô ừ, nắm ngon tốt. Ít gì mày? Nhiều cá thơm. Đây, cái tô me mình cũng đã dầm ra rồi. Cua, lươn, cá, đủ thứ, ốc nữa chứ. Đó, cái sạch. Cái sạch khó dớt ạ. Còn con nào nữa không? Còn, bọn bọn. Đây này. Cô lươn đã chút xíu đi. Có người nhỏ này nó hơi bông bông này nên túi á. Nó mất không chưa? Ăn chút đi, xoay cho mềm đi. Từ lọt rồi kìa. Sao mình lú bu với ta? Cái chảo kề. Cái này rau muống anh Hoàng hái trên vườn. Giờ anh em mình chỉ nấu một món rau muống một. Rau mau chín rồi. Rồi ở bọc nó dán vào mát, để cái kia nữa, cái trộn cái nó sôi lên cái là lụm. Cái rau thơm vô cái niêm nếm cái đó là xong. Vậy ngon rồi, bỏ rau thơm vô cái bắt mùi thơm rồi. Mùi thơm với ớt, này có ngò với rau ôm, toàn vài lá. Ừ. Anh em mình dọn ra ngoài hè cho nó mát nha cả nhà. Rồi, dọn sẵn rồi đó, giờ múc canh ra. Nhớ cái bẹp luôn đi. Rồi coi coi mấy để mấy con cua lên cho nó đẹp nè. Đó. Rồi, mời cả nhà nhập tiệc cùng gia đình mình nha. Giờ ăn cơm mà cũng có uống mấy ly. Rồi phát thanh tới luôn. Lần nào cũng bị phát thanh, quay giác chiều là bị giác phát thanh nè. Ăn đi trời, ăn nhiều quá. Có ăn cơm vậy chứ. Ăn gì mày? Ăn gì mày? Lên ngơ nha mày. Rót ra đi Quảng. Mày dồn hết mà để mấy cái ly qua bên mày á. Nè. Dạ. Được rồi, đây cha đủ rồi trời. Được rồi cái. Vô. Mời cả nhà ăn ly rượu đế gì kêu bằng gì? Nước mắt đủ thằng Giang. Nước mắt quê hương cũng nó, mì tủ thằng Giang cũng nó luôn. Rượu trắng rót da. Hoàng chưa gì Tân. Vô cả nhà ơi. Chơi mồi à. Mồi này mồi mồi chiến diện à. Cha uống được rồi uống vài ly cha.
giờ chủ yếu cá với lươn với dao rồi từ từ hớp hưởng ứng phong trào chứ từ từ đi được cao đang không cái gì chắc có người vô vô này nha hoàng rồi chút xíu sau mà cũng được không phải từ chắc diễn diện gấp luôn á khè dữ rồi thở dữ rồi đã chua nên muốn có lý quá chứ đừng ăn thân đi mày anh thấy hoàng nó ớn lạnh rồi anh có cái áo ấm áo gió gì không đưa cho nó mặc vô kênh vậy chứ mình thấy nó yếu ớt dữ lắm rồi đó hoàng nói gì 3 lít á chứ chạy á có không có nói 3 lít nào mà nói dao nhậu mà không chạy nha quá kinh rồi cả nhà ăn thử cua cho nó gạo gạo cỡ nào cái tay mình đang bị ấy cho mình ăn cua cho nó chắc thêm vô ốc rồi vô mà bé lươn đồ ăn hết rồi năm mươi đó hồi nó ừ, hả? Mẹ lươn hả mà quen cái đầu đi quản lại đi quản nó giảm cân giảm ký luôn vậy ta cua nghe giọng ăn vô phân vô nghe rồi vô phân vô gọt là được rồi mua nó cổ à căng từ từ đúng không qua cũng về tám hôm nay cái gì anh hái cho giờ tay cốc anh nè gì à ngon quá còn đấy đúng hả nó ra hai đợt cái đợt trước nó nằm ở trên ngọn hái dưới thấp hết rồi trên ngọn cái đó nhận lưng ngạn qua nó ra nó hái rồi nó chừa lại cho con tính vợ tính nhỏ em dâu anh nó làm cái chứ vẫn dịu anh lắc hả sâu lắc hả chi chi nay giờ bố mày ra giờ đợi anh hai luôn nào mà uống cũng một cái một bố này mới hết cái một cho nó ngon lại cái hả rồi ăn có một ráng chịu một hai ba vô cũng cái gì mà tùm lum với tân tài thằng ngủ nguyên đầy thằng uống nữa vậy thì giao không không chạy là không chạy một cháo chứ anh hầm bữa sau mà uống ba không chạy ba ly về chạy á đang ăn hầm bao nhiêu đó đó em cũng bữa rồi bữa nay thằng mệt quá tầm rồi biết cũng trúng vậy rồi hẹn lại mai đi anh cũng gán đợi mình ăn con cua xong rồi tới mình ăn con ốc nữa nghe nè dễ ăn đi hỏng thắng rồi ăn đi không nguyên cúc có chứ kỳ dễ ăn cơm không tôi muốn cơm không lương cho em đặt đó không ai kia em ăn tôi buồn thì ngán không biết ngán lương con cua ốc lương nó vô xô rồi nó phóng ra quần chụp chụp cái chỗ đó xẹp xẹp bị cỏ đó có mấy cái hang nữa tụi anh hai chạy ra nó chết bà có cái hang mà không nước còn trong nước còn trong mà bọn họ thấy nó cũng tường à chứ nước đục là vô hang rồi đục đánh nước đào á không mà mấy cái lợp này mấy cái lò này đặt nhại thiệt chứ okay. Gần lấy vốn mày nếu qua này là nửa vốn luôn á